cô cứ để điện thôi, chúng ta đỡ phải tắt. Cô ngồi đây cháu nhờ tí. Trước đây thì tôi đã bị nám, mà mọi người cứ bảo là nám tụ, nám loang. Thế tôi đã đi chữa được, à tôi rất mất tự tin. Nó lại, lại. Chứ không, cứ nói là trước đây tôi bị nám và rất là mất tự tin vì đã đi chữa quá nhiều lần mà không khỏi. Được biết cô bạn đấy. Phải nói đầu thì sao? Bắt đầu. Em cứ chỉ tay ra lại, này là tốt lắm rồi, bắt đầu. À, trước đây tôi đã bị nám rất nhiều. Và rất mất tự tin trong cuộc sống, không dám đi đâu. Thế sau khi tôi đi chữa rất nhiều nơi nhưng mà không thấy có hiệu quả, tôi rất buồn. Thế nhưng mà trong cái rủi thì lại có cái may. Thế không vô tình thì có hôm tôi lại gặp người bạn tôi tự nhiên thấy da rất là đẹp. Thì tôi hỏi thì sao lại da dạo này đẹp thế, thì có nói rằng với tôi thất thật là đã đi điều trị nám ở thẩm mỹ viện Hải Duyên. Thế nếu mà không tin thì bạn cứ đến thử và xem, nếu như mà cảm thấy làm tốt thì mình làm, nếu không thì thôi. Và tôi quyết định là đến thẩm mỹ viện Hải Duyên để chữa trị. Sau một thời gian gần một năm thì tôi thấy đã có hiệu quả rất tốt. Vết nám của tôi đã mờ gần như hết, chỉ còn lại một ít bởi vì nám của tôi nó hơi bị sâu. Thế chị Hải Duyên có nói rằng là phải đi 2 lần nữa. Thế nhưng mà tôi vẫn chưa có thời gian để đi nốt. Nhưng tôi đến giờ phút này tôi đã cảm thấy da tôi đã được cải thiện rất nhiều và tôi đã tự tin thế trong cuộc sống hơn. Nên tôi rất mừng và cảm ơn chị Hải Duyên đã giúp tôi. Thế trong cũng trường hợp này thì tôi nếu mà ai thấy ai mà cũng bị trường hợp như tôi thì cũng có một lời khuyên nhỏ là nên tìm những cái địa chỉ nào tin cậy, cảm thấy tin cậy nhất thì mình nên đến điều trị để lấy lại cái làn da như mong muốn để tự tin trong cuộc sống hơn. Đấy rồi, ok đi. Còn gì không? Được. Đúng ăn luôn. Có đúc hả? Đúc ăn luôn. Ăn luôn thôi, nói thế thôi. Tiên bảo anh đặt một câu hỏi mà rất nhiều khán giả đang quan tâm hiện nay. Đấy là sau vụ việc đáng tiếc xảy ra với thẩm mỹ viện Cát Tường tại Hà Nội thì cơ sở mỹ viện Hải Duyên của chị đang hoạt động bình thường, có điều chỉnh hoạt động gì không? Thực ra sau cái vụ Cát Tường thì chúng tôi vẫn hoạt động bởi vì chúng tôi làm đúng chức năng, đúng chuyên môn. Chúng tôi vẫn tiếp tục hoạt động như những ngày bình thường thôi. Có một điều là cái khách hàng gần như bây giờ quan niệm đi làm đẹp là chết người, họ có một cái góc nhìn hoàn toàn khác trước, quay lưng lại với thẩm mỹ. Tức là phản ứng thực tế. Vâng, tức là phản ứng khách hàng gần như 180 độ. Chúng tôi vẫn phục vụ, hàng ngày vẫn mở cửa, vẫn phục vụ và tinh thần lại vẫn muốn tốt hơn. Nhưng không chào đón được khách hàng mới mà chỉ có khách hàng cũ, họ đã từng điều trị và đang điều trị, họ vẫn đến bình thường. Nhưng khách hàng mới gần như là không thấy bóng. Vì có một số khách hàng gọi điện đấy là thế bây giờ các chị có làm việc nữa không? Có những khách hàng hỏi là chị ơi chị có bị đóng cửa không? Thực ra là cũng rất là buồn. Sau cái sự việc Cát Tường là rất là buồn. Nhưng thôi tôi nghĩ rằng là chúng ta cũng nên suy nghĩ thật đúng và nhận thức rất đúng về cái câu chuyện làm đẹp. Tức là theo chị như nào quan điểm đúng đắn về tôi thì tôi nghĩ này nó có hai mảng. Về chuyên môn thì có phẫu thuật thẩm mỹ và chăm sóc da. Nếu như khách hàng có nhu cầu về làm phẫu thuật thẩm mỹ thì đúng thực sự là nên đi vào các bệnh viện và đến những nơi thẩm mỹ viện tư nhưng họ được cấp giấy phép. Vì bản thân chúng tôi cũng đã 15 năm làm thẩm mỹ viện chuyên phẫu thuật thẩm mỹ. Bác sĩ của tôi là họ là có chuyên môn. Họ làm rất tốt, 15 năm qua chúng tôi làm cũng tốt, không hề có điều gì xảy ra bởi vì chúng tôi thực hiện đúng chuyên môn, làm đúng chức năng theo sở y tế cấp giấy phép. Chúng tôi không làm quá hơn bởi vậy cái mức độ an toàn gần như là không chưa bao giờ xảy ra một điều gì. Thế nhưng bởi một cái lý do riêng sau khi thế hiện nay thì cơ sở thẩm mỹ của chị được cấp phép cung cấp những dịch vụ gì? Cho đến giờ thời điểm này thì từ năm ngoái năm nay là chúng tôi chuyên sâu về cái mảng chăm sóc da.
Vâng, chúng tôi bỏ cái khâu phẫu thuật thẩm mỹ và chúng tôi chuyên đi vào chuyên môn là chăm sóc da. Chỉ cần không hất cái tóc lên tí. Không phải nói chứ, bởi vì trước đây là mình có phẫu thuật thẩm mỹ. Đấy. Trước đây chị có 15 năm về giày về phẫu thuật thẩm mỹ em ạ. Bây giờ mình chị không nói là. Rồi, bắt đầu. Ok. Hiện nay thì cơ sở bệnh viện Hải Dương của chị là được cấp phép cung cấp những dịch vụ gì? Hiện nay thì chúng tôi vẫn làm cái dịch vụ chăm sóc da, chuyên làm chăm sóc da và làm đẹp. Ví dụ như là chàm, bẩm sinh, rồi nám, rồi trứng cá, rồi làm đẹp da mặt, làm trắng mịn da mặt và triệt lông chân tay, vĩnh viễn. Bên chị có thực hiện các phẫu thuật không? Trước đây thì có, cách đây 15 năm là chúng tôi đã từng làm phẫu thuật thẩm mỹ. Khi đấy thì là ở Hà Nội chỉ có mỗi 9 cái giấy phép về phẫu thuật thẩm mỹ thôi. Nhưng quá trình hoạt động và cho đến bây giờ tôi xét thấy tôi đi vào cái phương hướng chăm sóc da tập trung nhiều hơn nên mà tôi mới bỏ qua cái câu nói lại nhá. Cách đây từng 15 năm thì chúng tôi cũng đã từng là phẫu thuật thẩm mỹ, nhưng suốt cả quá trình làm 15 năm thì chúng tôi hoạt động nó không có điều gì xảy ra, bởi vì nếu chúng ta các nhà chuyên môn mà thực hiện đúng nghiêm túc như giấy phép của Sở Y tế cấp cho thì tôi nghĩ rằng không có điều xảy ra như là thẩm mỹ viện Cát Tường đâu. Chúng ta làm đúng chức năng của mình. Đấy. Đấy, sau một thời gian đến 15 năm làm phẫu thuật thẩm mỹ và đến cho bây giờ là thẩm mỹ viện Hải Dương chúng tôi chuyển sang cái khâu thẩm mỹ chuyên là chăm sóc da, bỏ qua không làm nữa cái phẫu thuật thẩm mỹ vì tôi cũng thích làm cái chăm sóc da nó rất là an toàn và thực ra là nó không có gì là nặng đầu. Dạ, chị chọn đúng là chuyên môn hóa. Vâng, đi sâu vào cái khâu chăm sóc và làm đẹp cho chị em. Còn với tư cách là một người điều hành một cơ sở kinh doanh ấy, thì với một vụ việc như xảy ra với thẩm mỹ viện Cát Tường thì bản thân một người làm kinh doanh thì nên rút ra cho mình những bài học gì? Tôi nghĩ này, dù là chuyên môn là phẫu thuật thẩm mỹ hay là chăm sóc da nhưng chúng ta nên làm đúng theo cái phương án, tức là làm đúng theo cái đề nghị làm đúng theo cái chức năng mà mình xin phép đấy. Và tôi cũng rất buồn khi nói ra điều này bởi vì này mọi người quan niệm là cái thẩm mỹ là cái nghề dễ kiếm tiền nên bây giờ mở ra ào thẩm mỹ chỗ nào cũng thẩm mỹ rồi, thậm chí bây giờ tôi thấy có cả thẩm mỹ hất rong, ví dụ như họ đeo một cái túi và đến từng nhà và bắt đầu bôi một loại kem gì thì không biết nguồn gốc nhưng sau 5 tiếng bóc ra và tôi đi vào rất nhiều trường hợp bị xảy ra, chúng tôi phải điều trị theo hộ đấy. Thế mà chúng ta phải quan niệm và hiểu rất đúng về cái thẩm mỹ vì cái nghề thẩm mỹ là đang là cái nghề rất là cao quý nhá, và làm đẹp đang là cái xu hướng rất cần của chị em. Chúng ta đừng để vì cái tham vọng riêng mà đánh mất đi những cái mà xã hội đang rất là tôn vinh và rất là yêu quý. Vì tôi nghĩ làm đẹp ai cũng rất là cần. Đấy. Nên mong rằng các nhà chuyên môn chúng ta sau cái sự việc Cát Tường thì cũng nên tự bản thân mình đánh thức lại cái suy nghĩ của mình. Đấy. Kinh doanh chúng ta phải có lương tâm và nhất là nghề làm đẹp chúng ta phải làm nó toát được cái đẹp của tâm hồn của những nhà chuyên môn. Đấy. Thế còn về phía khách hàng là tôi nghĩ thế này, cũng không nên quay lưng lại với thẩm mỹ một cách 180 độ như bây giờ. Chúng tôi rất là buồn, rất muốn chào đón tất cả những khách hàng không kể nam và nữ. Đấy, rất muốn phục vụ họ và muốn mang lại một cái như quan điểm của tôi thích là mang lại niềm vui và hạnh phúc cho nhiều người. Tôi thích là cái nghề làm đẹp nó phải tỏa sáng được niềm tin. Tôi vẫn miệt mài theo nghề và mong sao cũng được khán giả, khách hàng hãy đón nhận cái thẩm mỹ làm đẹp như là cái điều người ta sẽ mơ ước được một làn da và lại bên cạnh đó có một cái lòng tin. Tôi rất mong là khán giả cũng không nên vì một cái lý do như thế mà nghĩ rằng là chúng tôi làm đẹp là cái nghề làm chết người. Thời gian gần đây nghe dư luận rất là nhiều, có những khách hàng đến cửa nhà tôi, họ đi tìm địa chỉ khác mà tôi thì rất là vô tình tôi hỏi em ơi vào thẩm mỹ ở đây, họ nói với tôi là câu thẩm mỹ cái gì, đang chết người thẩm mỹ cái gì, nghe cảm thấy đúng là nhói trong lòng, mình cảm thấy rất là buồn. Con sâu với rồng là canh. Nhưng mà thông qua sự việc này thì đúng kể vào về nhà chuyên môn lẫn với khách hàng tôi cũng đều có những cái khuyên là chúng ta rất bình tĩnh nhìn lại vấn đề và đánh giá một cách rất là thực tế đi để rồi cuộc sống nó trở lại bình thường và những gì niềm vui và niềm mơ ước của mình vẫn thực hiện được. Đừng có, cũng không nên chạy trốn. Ví dụ như cái chạy trốn cứ nghĩ là thẩm mỹ là chết người rồi, trên mặt mang những cái chàm rồi mặt đầy trứng cá nên rồi là mặt đầy nám, nghĩ thôi không đi nữa tôi chết người. Tôi nghĩ cái đấy là hoàn toàn không có gây ảnh hưởng đến chết người. Có chăng chúng ta nếu như không tìm hiểu kỹ một cơ sở thẩm mỹ khi trước khi đến chúng ta sẽ bị nhầm và chúng ta sẽ tiền mất tật mang. Thì bản thân tôi chữa lại rất nhiều và cũng nghe rất là nhiều, khi nghe cũng cảm thấy
làm cho trong này vừa buồn vừa bức xúc, bởi vì tiền thì mất, thời gian thì mất, không khỏi được những cái khiếm khuyết trên làn da. Nghe nhiều chứ, nhưng thôi cũng mong rằng là cả hai phía, cả nhà chuyên môn và khán giả, khách hàng, chúng ta hãy có một cái suy nghĩ đúng đắn và nên có sự lựa chọn trước khi làm đẹp. Tôi thì tôi có lời khuyên như vậy. Còn chúng tôi thì cũng rất mong vẫn được đón nhận tất cả những chị em, anh chị em có những khiếm khuyết trên làn da. Càng những lúc này chúng tôi lại cố gắng phải làm việc tốt hơn để rồi lấy lại cái gì đó nó mất lòng tin với cái nghề thẩm mỹ. Chị cho nói đầy cảm xúc. Thực ra cái phẫu thuật thẩm mỹ thì chủ yếu